phụ nữ thì luôn luôn thích làm đẹp và mình nghĩ rằng ai cũng ao ước có một làn da trắng hồng căng bóng và mịn màng đúng không mọi người à, lý do đó mà phương pháp lanh kim và vi kim được rất là nhiều chị em quan tâm có một số bạn còn tự mua sản phẩm về để biêu da ở nhà luôn vì các bạn muốn có một cái nền da lúc nào cũng hồng hào rạng rỡ và căng mịn hết thì hồi trước mình cũng rất là đam mê cái vi kim cũng như là lanh kim luôn đó mọi người à, tuy nhiên cái này thì nó gặp trở ngại là khi mà mọi người lanh kim vi kim thì da của chúng ta thường phù nề và sưng tấy à, có khi phải chờ đến 5 đến 7 ngày sau thì da mới hồi phục đúng không cả nhà vì vậy mà mình rất là ngại trong quá trình là mình uh, sử dụng cái phương pháp vi kim hay là lanh kim và đột phá mới trong công nghệ của hàn quốc đó là phương pháp vi kim sinh học nha mọi người đây là một phương pháp sẽ đưa dưỡng chất sâu vào trong lớp biểu bì giúp tăng sinh collagen, làm trẻ hóa da của chúng ta mà không hề gây phù nề cũng như là sưng tấy vì vậy mọi người cũng không cần nghỉ dưỡng nha à, và đây là mình đang thực hiện cái phương pháp vi kim sinh học cho một bạn khách hàng à, mọi người sẽ được nhìn thấy da của bạn khách này sau khi mà mình vi kim xong nha à, nền da hoàn toàn bình thường chỉ có căng bóng hơn và hồng hơn thôi nha mọi người ơi đó đây là thao tác đang đưa những cái chiếc kim vào sâu bên trong da giúp da có thể là tái sinh cái collagen và đây là nền da của bạn ấy sau khi mà mình đã kết thúc quá trình vi kim cho bạn nè mọi người có thể nhìn ha một nền da hoàn toàn bình thường do đó mà các bạn có thể an tâm khi chọn phương pháp ở vi kim sinh học này tuy nhiên đây là một phương pháp đòi hỏi kỹ thuật nha cho nên mọi người cũng không nên tự ý mua uh, sản phẩm và tự biêu da ở nhà nên ra spa để được tư vấn thăm khám cũng như là được uh, hỗ trợ uh, từ các chuyên gia nha cả nhà ơi